Hello tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại chia sẻ về nhiều chuyện với mọi người xung quanh chị Lan Canada với anh em YouTuber. Phải nói là như một thói quen, ngày nào cũng như ngày nấy, chị phải lôi tên từng ông lên chị chửi thì chị ăn cơm mới ngon, ngủ mới yên. Như một thói quen rồi, nó ăn sâu vào máu rồi, không làm chị không nổi, kiểu gì đó, không làm chị không nổi. Mà hôm nay là lên tóc cộng đồng nhiều nha mọi người, lên nhiều đó. Từ sáng tới giờ là mình đọc không kịp thở luôn á. Cứ 5 phút, 10 phút thấy một cái, 5 phút, 10 phút thấy một cái. Vừa tắt cái điện thoại mở lên, 5 phút sau mở lên thấy tóc cộng đồng mới liền, trời. Mới hồi nãy lúc mình làm cái clip này mình đã lên mình xem là cách đây nửa tiếng trước là có một cái tóc cộng đồng nữa đó. Mà mình nghĩ chắc có lẽ là không dừng ở giờ này đâu. Thậm chí là có đêm mà 2-3 giờ sáng nó còn đăng tóc cộng đồng nữa mà. Bữa nay chắc mình nghĩ cũng cỡ 3-4 giờ sáng á, 3-4 giờ sáng mới ngưng tóc cộng đồng à. Bữa nay chị tức làm clip luôn. Thì thôi, nó nghe nè, người ta rảnh rỗi, người ta dành thời gian, người ta ăn nghỉ, ta dưỡng sức lại cho nó khỏe chứ gì đâu mà ôm cái điện thoại đăng tóc cộng đồng hoài vậy trời. Hả? Rồi không chăm sóc sức khỏe mình luôn hả? Cái này em khuyên thiệt chị phải chăm sóc sức khỏe, ăn uống cho nó điều độ vô. Ngủ mà là một trong những cái hình thức mà để phục hồi cái năng lượng, phục hồi sức khỏe mình một cách mà hiệu quả nhất. Chứ không thể nào mà thức mà ôm điện thoại mà nửa đêm cũng đăng tóc cộng đồng nữa. Ví dụ như tôi nè, tôi làm trong phòng thu, tôi phải thức đêm, thức hôm, tôi làm nhạc. Thì ok, đó là công việc. Còn bây giờ chị ôm điện thoại không cũng đâu phải là gì mà gọi là quá quan trọng đâu. Ôm điện thoại tới nửa đêm cũng đăng. Hôm trước đăng tóc cộng đồng chửi mình á, 2-3 giờ sáng nha. Ghê lắm, 2-3 giờ sáng. Thôi mình khuyên thiệt, bây giờ chị phải giảm cái việc mà đăng tóc cộng đồng, giảm cái vấn đề ôm điện thoại lại. Chăm sóc sức khỏe mình là tốt nhất. Ha, sức khỏe mình mà giảm sút, mình già mà sức khỏe giảm sút nó tụt nhanh lắm. Ví dụ như có một cái gì đó nó tụt xuống cái là không có kịp mà lấy phục hồi sức khỏe lại. Cho nên là phải ăn ngủ điều độ nè, đặc biệt là ngủ điều độ, bớt có ôm điện thoại lại, ăn cũng điều độ. Ví dụ như giờ ăn á thì vừa cầm tô cơm vừa cầm điện thoại cũng được, không sao. Nhưng mà ngủ là không thể nào cầm điện thoại được ha. Em khuyên thiệt chị, giờ giảm cái vấn đề cầm điện thoại, giảm đăng tóc cộng đồng rồi đi. Giữ sức khỏe mình tốt nhất, sức khỏe là vàng, có sức khỏe làm nên tất cả nha. Ví dụ như tôi vì công việc tôi thức khuya không nói, chứ bả ở không mà có làm gì đâu trời. Quanh năm suốt tháng ở không làm chứ mà cứ cầm điện thoại thức khuya chi gì. Cái này em thương chị, em khuyên thiệt đó nha. Đừng nói tôi khuyên cái ngày mai là đăng tóc cộng đồng nói tôi vu khống nhục mạ nữa. Trời. Ok, bỏ qua vấn đề đi. Quay lại với câu chuyện tóc cộng đồng và cũng như làm clip. Thì tóc cộng đồng đăng nhiều đó, nhưng mà mình không quan tâm bằng cái clip đâu. Cái clip hôm nay có một cái chi tiết nó rất là mắc cười, rất là hề. Cho nên là mình chia sẻ với mọi người cái đi. Rồi mình sẽ nhiều chuyện tiếp tục ha. Mọi người nghe coi nguyên văn cái chi tiết đó chị nói trong cái clip của chị là cái gì nha. Nè mọi người nghe nè. Chào đại nam. Như vậy thì mày làm cái giống gì hả Thanh Nguyệt Vlog và Gất Việt? Mày lên trên mạng mày lôi cái chuyện đó mày ra mày vu vô cho tao là đánh phá doanh nghiệp. Tao chưa phát ngôn gì luôn á. Chưa phát ngôn luôn. Hai cái thằng khốn nạn kia. Tao có phát ngôn gì không? Sao chữ ghê vậy? Chuyện ông nợ nần gì kệ mày ấm, tao không tham gia nha. Tao không tham gia. Chuyện ngày hôm nay ra phiên tòa. Ok, dừng chỗ này cái đi. Thôi, em thấy chị cái miệng hơi hổm rồi đó. Ông Dũng dù gì cũng lớn tuổi hơn chị nói chuyện mà toàn là với 500 đồng, 200 đồng nhưng không nghe không được. Nghe không được. Người ta đánh giá chết, dù gì mình cũng có ăn học cao, 4 năm trường đại học mà. Nhà giáo truyền thống nữa mà sao tự nhiên dùng từ 500 đồng, 200 đồng trong đây trời. Dù gì ông Dũng cũng lớn hơn chị rất là nhiều tuổi, tôn trọng người ta, tuy là người ta đối lập với chị. Đúng không? Mà không, cũng thấy có đối lập gì đâu. Ông Dũng có mở miệng nói ba câu nào đâu đối lập. Có đối lập hay không, bà Hằng với ông Dũng có đối lập gì đâu, đúng không? Tối ngày lôi tên lên mà kêu này kêu nọ, đồ thì ghê quá. Đánh giá chết, thiên hạ đánh giá chị chết. Ha, nói chuyện có văn hóa là xíu chị ơi, chứ đừng có 500 đồng, 200 đồng trong đây. Câu từ nghe thấy ghê quá. Rồi ok, bỏ qua cái đó đi. Bây giờ cái chi tiết này mọi người nghe, mọi người thấy nó có cái gì trong đó lắng cắn không? Hay là qua cái mùa Covid rồi bây giờ chị bị giảm xúc trí nhớ, chị nói cái gì hồi trước đó chị không nhớ gì chăng? Bà nói á, trong cái chi tiết cái clip này bà mới nói á, là bà không có nói cái gì về nợ nàng của ông Dũng hết trơn á. Bà không có đánh khóa doanh nghiệp gì chứ, không có nợ nàng gì kệ. Chứ dám ổng, cái chữ kia mình né nha mọi người, nói vô trên đây nghe thấy ghê quá. Nhưng mà chị này ra rã hàng ngày, chị đâu có ngại mày. Chị chửi người ta xúc sinh xúc vật được mà, đĩ điếm được mà, cho đói, cho cá cho được, giả rách gì được mà. Thì cái chữ đó có gì đâu, chị không dám nói ông Dũng đúng không? Nhưng mà mình thì không nói được. Mình là người có văn hóa, văn minh, mình không thể nào nói giống chị được. Chị nói là nợ nàng gì của ổng, kệ, cho em chấm, ổng. Trời ơi, chị thiệt, chị không có nói vấn đề nào nàng cũng Dũng mà hàng không. Bây giờ chị nói tiếng chị không có nói đi, tôi đăng lại cái clip cũ chị liền nha. Nói có sách mách có chứng. Nhiều khi có clip cũ đăng lại để mà bả cũng cho bay bảy á. Qua ngày hôm sau là bả đổ cho mấy YouTuber vu khống bả. Hoặc là mấy ông YouTuber là tự nói cái đó chứ bả không có nói. Giống như tôi nè, tôi từng bị nạn nhân, từng bị nhiều luôn chứ từng gì. Bị nhiều luôn nha.
Ha, bây giờ chị nói tiếng là chị không có nói vấn đề nợ nần ông Dũng bà Hằng của Đại Nam đi. Chị nói không có một cái đi, tôi đăng clip cũ lại liền, mà không những một clip mà nhiều clip luôn á. Thôi khỏi nói nhiều, bây giờ đăng luôn đi. Đối với chị này là chỉ có đăng lại clip cũ chứ thôi, chỉ bí văn để nói rồi. Bí văn để nói về chị này rồi nha. Ok, chia sẻ lại cho mọi người. Thứ nhất là để mọi người còn nhớ và chị nói gì hồi xưa. Thứ hai là chắc qua cái mùa Covid chị giảm trí nhớ bị giảm, chính bản thân mình trí nhớ còn bị giảm nữa mà. Lâu lâu cầm chìa khóa bỏ vào túi mà chạy vòng vòng trong nhà kiếm chìa khóa xe ha. Hoặc là cái kính á, cái kính cận của mình á, không, không phải kính cận, kính loạn. Kính loạn mình đang đeo trên mắt vậy nè. Cái đầu dắt lên trên dắt lên cái tóc, uống cà phê dắt lên cái tóc, xong rồi chạy vòng vòng cái quán cà phê kiếm cái kính. Mình đây bản thân mình còn trẻ, mình còn bị giảm sút trí nhớ sau cái mùa Covid. Thì chỉ già mà, chỉ lớn tuổi chỉ già rồi, thì chỉ giảm sút rồi mình nghĩ chắc cũng là tuổi già thôi. Nhưng mà phải đăng lại cho chị nhớ, để cho chị nhớ coi hồi cái đợt đó đó chị nói về người ta cái gì, chị nói ta nợ nần sao ông Dũng mà hàng sao, để mất công chị nói rồi chị không có nói về nợ nần ông Dũng chứ. À, cái này có thôi ok, nói nhiều quá đăng luôn đi ha. Vợ chồng mà Quỳnh Uy Dũng với Nguyễn Phương Hằng Dũng Lò Vôi á, nợ hơn 30.000 tỷ. Vợ chồng mà lo đi tù chung thân đi, đừng có lên trên mạng mà kiếm chuyện. Là trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè. Mày mê thằng Võ Hoàng Yên không được, mày lên cuồn cuộn hơn 9 tháng trời ha. Cái con mẹ cuồn cuộn, cái con dâm loạn Nguyễn Phương Hằng, điên tình ông Võ Hoàng Yên ha. Hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Dũng Lò Vôi chống phá chính quyền Việt Nam gần một năm nay ha. Bây giờ đi lên trên mạng nợ của nhà nước, của ngân hàng nhà nước hơn 30.000 tỷ đồng. Hơn 30.000 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Đem khu du lịch Đại Nam thế chấp cho ngân hàng 4.950 tỷ. Cáo năm một năm trời không đóng được lãi. Bây giờ số lãi phạt và lãi chậm thanh toán đã lên đến hơn 7.000 tỷ. Và ngân hàng chuẩn bị phát mãi cái khu du lịch Đại Nam. Thì bây giờ chính phủ muốn đánh mạnh vào chuyên án Dũng Lò Vôi và Đại Nam, công ty cổ phần Đại Nam. Trên đó thì hiện tại bây giờ sẽ thống kê được là bà Nguyễn Phương Hằng đã nợ mất khả năng chi trả lên đến bà Nguyễn Phương Hằng ký nhận hơn 17.000 tỷ. Còn tổng số nợ của Dũng Lò Vôi với Nguyễn Phương Hằng tổng kết lại là hơn 30.000 tỷ. Đinh Lan nói điều đó và Đinh Lan cảm thấy rằng mức án cao nhất của bà Nguyễn Phương Hằng là tù chung thân đó. Thật sự khu du lịch Đại Nam, tất cả những cái hạng mục như biệt thự hay gì đó đã niêm phong đó, cho nên bây giờ bà Hằng ông Dũng không còn ở trong khu công nghiệp khu du lịch Đại Nam. Hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng phải trả số nợ cho Việt Nam, cho các ngân hàng nhà nước hơn 30.000 tỷ. Bà con cứ search vào Google tổng số nợ của khu du lịch Đại Nam sẽ ra, nội cái khu du lịch Đại Nam thế chấp cho ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank số tiền lên đến là 4.950 tỷ. Hơn một năm công ty cổ phần Đại Nam chưa đóng lãi được, bây giờ tổng số nợ hơn 7.000 tỷ, mất khả năng thanh toán ha. Chưa kể tất cả những cái khoản khác. Bà con biết cái căn nhà số 6 Nguyễn Thông, phường Võ Nghị 6, quận 3, với căn nhà 17, 19 Ngô Đức Kế, đúng không? Thế chấp cho ngân hàng hết rồi. Nhưng mà thế chấp cho ngân hàng, khi mà ngân hàng chưa phát mãi, chưa ra tòa, thì bây giờ vẫn còn ở là điều hiển nhiên. Là thế chấp cho ngân hàng thì nó vẫn còn được ở là bình thường. Cái màn mà đẳng cấp của vợ Dũng Lò Vôi mà đi khoe từng căn nhà như vậy chứng tỏ đang nợ dữ dội lắm nè bà con. Bà con phải biết một điều rằng á, đẳng cấp của vợ của Dũng Lò Vôi thì một người vợ không nên đứng ra đi khoe từng căn nhà, có cái bàn, cái ghế, cái bình bông. Làm như vậy thì chứng tỏ là đang nợ quá trời nhiều, nợ nhiều lắm. Mà những cái căn nhà này xuất xứ làm sao? Đi thế chấp ngân hàng hết trơn rồi, nhà này bây giờ là nhà của ngân hàng. Tại vì họ chưa có ra tòa, họ chưa có phát mãi căn nhà. Tại vì đối với ngân hàng khi mà nó phát mãi nhà đó, là lúc đó là mới qua thi hành án, nó mới cưỡng chế, nó bắt đầu nó mới niêm phong nhà. Hiện tại bây giờ nhà này nhà thế chấp, có danh giá gì đâu mà đi khoe hết căn này căn kia. Lệ biệt được ai vậy trời? Còn cái căn nhà, cái xác nhà ở bên số 6 Nguyễn Thông á, là thật sự là căn đó là không được ở. Nhưng mà hôm trước á, là anh Dũng Xanh, là một anh tay anh chị ở Hải Phòng, có điện thoại cho anh Lan, nói là cô ơi, cô bớt cái mồm đi, anh thương cô là mẹ quá con cô ơi. Cho nên á, chúng vợ chồng chúng nó đem thế chấp cái xác nhà đó cho anh là vay 60 tỷ đó, với một cái lãi suất thỏa thuận.
cho nên là 2 tháng rồi nó chưa đóng lãi. Nó nói là tới tháng 10 thì đó ổng điện cho Đinh Lan là tháng 9, tháng 10 nó sẽ đưa 20 tỷ đó. Nhưng mà tới giờ lúc này nó cũng chả có tiền mà đóng lãi cho cái tiền vay nóng bên ngoài, cho nên là đến cuối cùng thì anh Dũng mà anh phải làm với phương pháp là thôi kệ, hợp tác với nó để cho nó tạo cái bộ mặt, kệ nó đi lừa ai lừa, miễn sao mà nó có tiền nó trả cho mình, đóng lãi cho mình là được. Cho nên mới cho vợ chồng nó dọn về làm màu làm mè đi khoe cái nhà lên gì á. Chứ nếu như nhà ở hàng ngày á thì hàng ngày phải livestream ở trong một cái cảnh nhà sang trọng vậy chứ. Cứ quay qua quay lại có một góc à, có một góc một tiểu cảnh mà mấy cái cây cái bàn cái ghế có một góc đó thôi. Ngày hôm nay Linh Lan sẽ tống phạt thằng Hoàng Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, này vào tù. Vợ công Dũng là vô hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở chân thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hoàng Yên ở đó nha. Bây giờ toàn bộ cái khu mà Thủ Dầu Một Bình Dương, đất vàng Thủ Dầu Một Bình Dương cũng kiện tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lấy tiền của người ta đi ăn chơi, đi cho chai, cho đủ thứ hết. Bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng không bị tội tù chung thân, Đinh Lan đi đầu xuống đất nói tuyên bố thẳng luôn, bà Nguyễn Phương Hằng không bị nhốt được. Đinh Lan nhắc lại ngày 26 tháng 6 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng bị Dũng là vô đuổi ra khỏi Đại Nam, cho nên tất cả ngày 26 hai là đêm 26 live stream trên ô tô trên cái chiếc Rolls Royce, rồi 27, 28, 29, 30 và 1 tháng 7 đều live stream trên ô tô. Đến khi Đinh Lan làm cái clip phát hiện ra là về việc rằng bị đuổi ra rồi, cho nên mới quê mới tìm cái trung tâm tiệc cưới thành lễ, một góc trung tâm tiệc cưới thành lễ để live stream cho đến ngày bị bắt, làm dựng một cái cảnh những cái rèm cửa, những cái phong nền y hệt như vậy, sổ đỏ tân ký, sổ đỏ một sòn này nọ, còn không bao giờ được vào trong cái ngôi biệt thự của Đại Nam. Trong Đại Nam nó có cái khu phía sau đó, nó có cái khu biệt thự mà hay tổ chức những tiệc tùng, rồi phòng khách rất là hành tráng, rồi có những cái đồng hồ, rồi những cái ngà voi này nọ hết rồi, dồn cái đó hết vô trong trung tâm tiệc cưới rồi. Vì nơi đó là lúc đó là bị thanh tra. Là kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2021 Nguyễn Phương Hằng không được bước vào Đại Nam luôn. Không được bước vào Đại Nam. Nhưng sau này khi bước vào tổ chức sinh nhật ngày 26 tháng 1 năm 2022, tổ chức sinh nhật đó là tổ chức ở đâu biết không? Không phải trong hội trường đâu, mà tổ chức trên cái hàng lang của phố đi bộ ở trong cái khu du lịch Đại Nam. Tên con quyền hành gì nữa đâu, bị tống cổ ra ngoài. Bà Hằng bị bắt về cái tội lớn hơn, chứ phải do mấy cái tội chửi trên mạng. Cái tội đất đai của bà nợ mấy chục ngàn tỷ không có khả năng chi trả đó, bà Hằng tù chung thân luôn á, nợ nần tùm lum như chú trưởng. Cái nhà số 6B Nguyễn Thông mất tiêu rồi, giang hồ xiết nợ rồi, Đại Nam thì bàn giao cho người ta rồi, bây giờ không còn biệt thự Đại Nam nữa. Mọi người nhìn vậy là mọi người đủ hiểu là Đinh Lan nói đúng hay nói sai à. Những cái việc mà bà Hằng phát ngôn trên mạng rồi lại bêu xấu làm nhục hết mọi người, mục đích của bà Hằng chính là để quậy phá chính quyền. Rồi tại vì cái án mà của bà Hằng bị chịu trong cái vấn đề này á rất là lớn, đó là bà Hằng đã vi phạm những cái nợ kinh tế của ngân hàng, mà số nợ mất khả năng chi trả sẽ bị kết án đến tù chung thân. Cho nên bây giờ cho dù có quậy đi chăng nữa thì án cao nhất là chung thân, chứ nó không có cái án nào cao nhất cho cái án kinh tế như thế này. Cho nên cho dù bây giờ có quậy thêm chính quyền, có quậy thêm bêu xấu người này người kia nữa thì nó cũng chung là án chung thân thôi. Đó. Nhưng mà cái tội về án kinh tế của bà Nguyễn Phương Hằng bên Đại Nam là hơn 30.000 tỷ, thì bà Hằng sẽ chịu một cái án mất khả năng chi trả, chịu một cái án là tù chung thân. Nhưng tù chung thân mà cộng thêm với người Hằng Ni 7 năm tù, hoặc là Đức Hiển 7 năm tù, hay Đinh Thị Lan 7 năm tù, hay là Bỉnh Hưng 7 năm tù. Tôi Đinh Thị Lan nói lại bà Hằng Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Huy Dũng nợ hơn 30.000 tỷ mất khả năng chi trả. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tù chung thân. Con Hằng cuồn cuộn kia
mày yêu không được Võ Hoàng Yên, mày đem tiền cho trai đến cuối cùng bây giờ mày đẩy cái tội vạ đó lên 9 tháng trời, mày chửi hết người này tới chửi người kia nha. Tôi là Đinh Thị Lan, soạn YouTuber này, tới đây tao đập tại chỗ luôn. Tao nói đập là đập lại vì mình với hai tội danh của 1 năm và 1 năm 6 thì mỗi một lá đơn thì bà Hằng chịu cái án là 12 năm tù. 6 lá đơn thì cứ nhân lên. Rút bớt cũng như rút bớt một người không tham gia vụ án thì nó chỉ bớt được 12 năm tù cho bà, nhưng chỉ còn 5 người kia. 5 người kia mà mỗi người 12 năm tù cho hai tội danh 1 năm 5 và 1 năm 6, nó cũng là mỗi một người 12 năm tù, thì 5 người đã là 60 năm. 60 năm cộng với cái tội ngày hôm nay khi mà vi phạm theo cái điều 331 là tấn công chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, 7 năm tù nữa là 67 năm tù. Năm nay bà 51 tuổi cộng với 67 là bao nhiêu? Hơn 100 tuổi rồi, nó cũng đã hết đời trong tù rồi.